Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20 đã sản sinh nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhiều tướng lĩnh tài năng, văn võ song toàn. Một trong số đó là Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đánh giá về công lao đóng góp và tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định, Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài thao lược xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Văn Tiến Dũng còn có bí danh Lê Hoài, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1917 tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Xuất thân từ một gia đình làm nghề thủ công, được tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực, lầm than của đồng bào, tội ác của thực dân, đế quốc và tay sai. Ông đã sớm giác ngộ, đi theo con đường của Đảng và để lại nhiều dấu ấn trên con đường hoạt động cách mạng. Năm 1936, ông tham gia phong trào dân chủ và các cuộc đấu tranh công khai của công nhân Hà Nội. Tháng 11 năm 1937, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã từng 3 lần bị địch bắt, tra tấn và buộc tội làm việt minh, bị giam cầm ở nhà tù Hỏa Lò, ở nhà tù Sơn La. Lao tù của đế quốc thực dân với mọi cực hình tra tấn dã man, tàn ác đã không làm nao núng tinh thần, nhụt ý chí chiến đấu của đồng chí. Trái lại, đồng chí càng kiên quyết đấu tranh với kẻ thù, không khai báo để bảo vệ cơ sở cách mạng và tìm mọi cách trốn tù để tiếp tục hoạt động cách mạng. Cuộc đời của Đại tướng Văn Tiến Dũng gắn liền với những cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến quốc Mỹ xâm lược, cho tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Nếu như trong kháng chiến chống Pháp, tài năng quân sự của Đại tướng Văn Tiến Dũng được thể hiện rõ nét khi ông giữ vai trò chỉ huy Đại đoàn 320 hoạt động trên chiến trường Bắc Bộ, thì đến kháng chiến chống Mỹ, dấu ấn của ông lại thể hiện sâu đậm khi trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch có tính quyết định đối với thắng lợi cuối cùng. Nhắc đến Đại tướng Văn Tiến Dũng ấy, người ta hay nhắc đến một vị tướng tham mưu có bề dày kinh nghiệm rất là cao trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đảm nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam lâu nhất trong hàng ngũ các tướng lĩnh hiện đại. Chúng ta nhớ là ông là một trong số 7 vị thiếu tướng được phong quân hàm đầu tiên. Tháng 1 năm 1948, trong kháng chiến chống Mỹ, thì Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng tham gia nhiều chiến dịch quan trọng và giành thắng lợi cũng rất quan trọng, tạo ra những bước chuyển biến lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng. Đó là những chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, chiến dịch Trị Thiên 1972 và ông thể hiện vai trò xuất sắc trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với vai trò là tư lệnh, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã cùng Bộ Tư lệnh Chiến dịch quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, đánh chiếm Sài Gòn nhanh gọn nhưng phải đảm bảo cho thành phố ít bị tàn phá, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Ấn tượng về mưu kế thế trận của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người từng trực tiếp tham gia các trận đánh dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Văn Tiến Dũng, nhớ lại. Cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Đại tướng Văn Tiến Dũng là tư lệnh của cái chiến dịch Hồ Chí Minh ấy. Đó là tinh thần quyết chiến quyết thắng và cái tinh thần là táo bạo, đánh thần tốc, bỏ qua các mục tiêu không cần thiết và nhanh chóng đánh vào mục tiêu. Đó là cách đánh hết sức là táo bạo. Tôi nghĩ đấy là một cái cách đánh mới và cách đánh này đã tạo ra cho quân đội một cái sức mạnh hiệp đồng quân binh chủng và phát huy được sức mạnh của cả ba thứ quân. Và nói một cách gọn hơn, đó là nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh giải phóng. Và sau này chúng ta vận dụng xây dựng cái lực lượng chính quy thì cũng là phải vận dụng cái nghệ thuật cách đánh của quân đội Việt Nam. Đó là cái nghệ thuật là táo bạo, thọc sâu, quyết chiến, quyết thắng và đánh tiêu diệt. Bên cạnh những chiến công vang dội, trong gần 25 năm làm Tổng tham mưu trưởng, đồng chí luôn dành nhiều tâm sức, trí tuệ xây dựng Bộ Tổng tham mưu
và cơ quan tham mưu các cấp trong quân đội, từ nền nếp, tác phong công tác đến trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã cùng với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng và Nhà nước từng bước xây dựng kế sách giữ nước một cách toàn diện, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ năm 1986, khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công chỉ đạo công tác tổng kết chiến tranh và biên soạn lịch sử quân sự, ông đã có nhiều đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là lý luận và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng. Với công lao và thành tích hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 3 năm 2002, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã ra đi ở tuổi 85, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng đội, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một trong hai vị đại tướng chiến lược của cách mạng Việt Nam được cả thế giới biết đến. Chuyên mục Thông điệp lịch sử xin kính chào và hẹn gặp lại.